Tại Việt Nam, nông nghiệp vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nông nghiệp giúp đảm bảo lương thực, xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị quốc gia. Tuy nhiên, chất lượng nông sản không đồng đều, sức cạnh tranh thấp là những rào cản khiến sản phẩm nông sản Việt Nam luôn có giá trị thấp hơn so với các nước trên thế giới. Trong khi đó, những thành tựu từ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất của Việt Nam đã có những đóng góp rất lớn trong việc tạo ra những đột phá mới về chủng loại, số lượng và chất lượng nông sản. Chính vì thế, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam và là một trong những thị trường tiềm năng đang được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiềm năng Việt Nam phát trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay, ngành nông nghiệp của Việt Nam mới chỉ có khoảng 15% doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao. Trong khi đó, ở Trung Quốc là 32%, các nước ASEAN là 33%. Đây vừa là thách thức của nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, vừa là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Bởi đầu tư phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp đang là xu thế tất yếu, được ví như miếng bánh ngon, hấp dẫn nhiều doanh nghiệp đầu tư. Bởi khi đầu tư vào lĩnh vực này, doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi cũng như cơ hội từ thị trường. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình Tiềm năng Việt Nam tuần này. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trong cả chuỗi sản xuất thì hạn chế của ngành nông nghiệp Việt thể hiện rõ nhất đó là ứng dụng công nghệ thấp. Và điều này thể hiện rõ nhất ở khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Chính vì thế, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được xem là hướng đi bền vững cho các doanh nghiệp trong ngành. Vậy nông nghiệp công nghệ cao được hiểu là các mô hình nông nghiệp ứng dụng những công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất, cơ giới hóa quá trình sản xuất nông nghiệp, tự động hóa công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, các giống cây trồng, vật nuôi, năng suất chất lượng cao, các quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị sản xuất, từ đó đem lại hiệu quả như nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, không chỉ chính phủ, các bộ ngành, địa phương mà chính các doanh nghiệp và bà con nông dân cũng nhận thấy con đường của nông nghiệp trong tương lai phải là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 4.0. Đồng thời, đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt trên trường thế giới. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tôi nghĩ là trong thời gian qua thì Đảng, Chính phủ cũng đã rất là quan tâm và ban hành rất là nhiều các cái cơ chế chính sách, từ luật công nghệ cao, rồi luật chuyển giao công nghệ, cho đến nghị định 57 và thay thế nghị định 210 về vấn đề đầu tư doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thế rồi nghị định 116 thay thế sửa đổi nghị định 55 về tín dụng trong nông nghiệp. Bên cạnh đó thì chính phủ cũng đã phát động cái chương trình 100.000 tỷ tín dụng cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và chúng ta thấy là trong cái thời gian qua thì cũng đã thu hút được rất là nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành hai quyết định
về quyết định về công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quyết định về công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh thành phố để tham gia vào các cái chương trình vay tín dụng trong chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời được hưởng những cái cơ chế chính sách khuyến khích của chính phủ, của Đảng và chính phủ đối với các cái doanh nghiệp mà đầu tư vào nông nghiệp, trong đó đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việt Nam là nước có 70% dân số làm nông nghiệp, nhằm đưa nông nghiệp phát triển một cách bền vững và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có đóng góp tương xứng vào GDP. Đồng thời, để giúp các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh với các sản phẩm nông nghiệp của các nước trên thế giới, ở cả thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, và thúc đẩy hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khởi động đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, mỗi tỉnh có ít nhất 10 doanh nghiệp, 10 vùng sản xuất nông nghiệp và mỗi vùng sinh thái có từ 1 đến 2 khu nông nghiệp công nghệ cao, góp phần đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm ít nhất 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước. Thưa quý vị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh đất nước Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Mặt khác, việc phát triển nông nghiệp ổn định, bền vững sẽ tạo điều kiện thuận lợi và làm nền tảng vững chắc cho kinh tế phát triển và ngược lại. Hiện cả nước có 29 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quy hoạch ở 12 tỉnh, thành phố. Trong đó có 7 khu đã đi vào hoạt động, tập trung vào khâu nhân giống và phát triển ở 3 lĩnh vực trồng trọt, thủy sản và chăn nuôi. Các địa phương đã dành sự quan tâm đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đồng hành cùng chính phủ trong việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương, Bắc Ninh luôn có những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông sản an toàn. Trong sản xuất nông nghiệp thì Bắc Ninh cũng đặc biệt quan tâm là cái phát triển sản xuất nông nghiệp mà ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Thì riêng về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thì có thể nói là trong những năm vừa qua thì nhiều cái tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng trong sản xuất. Cơ giới hóa thì được triển khai đồng bộ ở nhiều khâu. Thế và nhiều cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã được ứng dụng trong sản xuất. Chúng ta tạo những điều kiện tốt nhất về đất đai, về vốn để thu hút các doanh nghiệp, khuyến khích các chủ trang trại, các hợp tác xã đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 248 trang trại với tổng diện tích gần 10.000 ha, tăng 3,9 lần so với năm 2011, tập trung chủ yếu ở các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và Tiên Du. Trong đó có 148 trang trại vườn ao chuồng ứng dụng công nghệ cao, chiếm 60% tổng số trang trại trên toàn tỉnh. Khi nhắc đến mô hình VAC ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bắc Ninh, phải kể đến Denco Farm nằm tại huyện Thuận Thành. Do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Denco triển khai xây dựng từ đầu năm 2017 trên diện tích 6 ha với kinh phí dự kiến là 60 tỷ đồng. Hiện nay đã đầu tư xong giai đoạn 1 với mức kinh phí là 35 tỷ đồng, bao gồm 2 ha mặt nước nuôi thả cá,
hai khu chăn nuôi gà đẻ trứng với quy mô 50.000 con. 7.000 m2 nhà kính trồng dưa lưới Kimoji gốc Nhật Bản, 1.000 m2 nhà kính trồng các loại rau thủy canh. Trong giai đoạn 2, Deco sẽ tiếp tục đầu tư nâng diện tích nhà kính trồng rau thủy canh lên 2.700 m2 và quy mô gà đẻ trứng tăng lên 90.000 con. Với nông nghiệp ấy, thì chúng ta biết rằng là cái việc kiểm soát về thời tiết và kiểm soát về dịch bệnh, sâu bệnh nó rất là khó khăn. Thì hiện tại trang trại chúng tôi đang ứng dụng một số các thiết bị, ví dụ như cảm biến về môi trường, cảm biến về nhiệt độ, cảm biến về các EC và các cái hàm lượng dinh dưỡng khi mà mình chăm sóc tưới cây. Tất cả các cái chỉ số đầu vào cũng như đầu ra của dinh dưỡng đều được kiểm soát qua các hệ thống. Thì từ đó chúng ta sẽ kiểm soát được toàn bộ các cái khâu sản xuất. Mô hình trang trại thông minh Deco được xây dựng thiết kế theo tiêu chuẩn công nghệ cao tiên tiến nhất hiện nay của Israel và Nhật Bản. Đây được đánh giá là một trong những mô hình nông nghiệp hiện đại nhất miền Bắc, tích hợp Internet của vạn vật IoT của công nghệ 4.0. Tất cả hệ thống nuôi trồng tại đây đều được quản lý tự động bằng phần mềm nên sẽ hạn chế mức thấp nhất sức lao động của con người. Bởi cả trang trại rộng 6 hectare, chỉ cần 15 cán bộ và công nhân. Đối với khu vực chăn nuôi, giải pháp cảm biến tự động cho phép quản lý tất cả các khâu như hệ thống cho ăn, chiếu sáng, thu hoạch trứng, thu gom phân, sưởi ấm, v.v. trên máy tính và điện thoại di động. Theo những người điều hành ở đây, thì công nghệ thực sự đã giúp nâng cao hiệu suất gà đẻ trứng và tránh được những rủi ro do môi trường bên ngoài tác động. Ở mỗi chuồng nuôi đều thiết kế hệ thống cấp khí tươi xuống cuối chuồng, hệ thống hút khí độc từ trong ra bên ngoài, hệ thống làm mát khí ở trên mái, mùa đông có hệ thống sưởi cho gia cầm. Nên tại Deco, số gà nuôi trong cùng một diện tích có thể tăng gấp 2,5 lần so với cách nuôi thông thường. Với giải pháp công nghệ, một ngày, một chuồng gà uống hết bao nhiêu nước, ăn bao nhiêu cám đều theo dõi được. Bởi vậy, nếu chuồng gà nào ngày hôm đó tiêu thụ nước hoặc cám ít hơn bình thường, cán bộ kỹ thuật có thể biết gà trong chuồng đó đang cần được chăm sóc, theo dõi chu đáo hơn, từ đó xử lý kịp thời bệnh dịch. Hơn thế nữa, với cách thức cho gà làm quen với tiếng nhạc để giảm stress và duy trì năng suất đẻ, chính vì vậy, đến tháng thứ 9, những chú gà ở Deco Farm vẫn duy trì được 92% hiệu suất đẻ, trong khi đó, tỷ lệ này trên thị trường là 80%. Khi mà áp dụng cái công nghệ vào trong sản xuất ấy, thì chúng ta sẽ thấy được một số, thứ nhất là minh bạch thông tin về sản phẩm. Cái điều đó là một điều rất là quan trọng đối với người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là kiểm soát được các cái vấn đề về kỹ thuật, đưa cho chúng ta có những cái sản lượng nông nghiệp cao và cái giá trị của cái sản phẩm đó rất là tốt. Và nó cái thứ nữa là đó là khi mà cái quỹ đất nó nhỏ thì chúng ta cần phải tăng được cái lượng, tăng được cái sản xuất lên, thì khi áp dụng công nghệ vào thì chúng ta sẽ tăng được cái sản lượng của sản xuất rất là lớn. Chính vì vậy mà cái việc phát triển nông nghiệp ứng dụng các cái công nghệ vào trong sản xuất, điều đó là một trong những cái tất yếu và chúng ta cần phải phát triển mạnh hơn nữa trong các giai đoạn hiện tại. Còn với 7.000 m2 trồng dưa lưới này, nhờ áp dụng công nghệ cao nên Deco chỉ cần 2 công nhân. Bởi toàn bộ hệ thống được lắp đặt cảm biến kết nối qua phần mềm để đo đạc tất cả các thông số của đất, môi trường và đề xuất thời gian tưới, thời gian chiếu sáng, phun sương, màng che nắng và quạt thông gió phù hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Các sản phẩm do trang trại sản xuất đều có mã truy xuất nguồn gốc để kiểm tra xuất xứ, quy trình.
Thì ở đây khi mà mình quét các cái mã sản phẩm thì nó sẽ hiện lên hết toàn bộ các cái thông tin của sản phẩm. Thứ nhất là nó cho biết được chúng ta là cái vị trí nào là một cái thứ hai nữa là trong cái giai đoạn mà phát triển ở cây ấy, từ khi mà gieo hạt cho đến cây non tăng trưởng thụ phấn và các cái giai đoạn tạo quả, tạo trái, tạo ngọt và đến giai đoạn thu hoạch thì nó đều được số hóa. Tức là các cái quá trình này thì khi đến mỗi một cái quá trình sinh trưởng thì chúng tôi sẽ sử dụng smartphone để chúng tôi sẽ quét vào cái mã định danh của cái sản phẩm ở trong vườn. Thì từ đó chúng tôi sẽ mã hóa nó và các cái thông số này nó sẽ không được sửa đổi, không thể sửa đổi được. Chính vì vậy mà các cái thông tin của sản phẩm, thứ nhất là nó sẽ được minh bạch trong cái quá trình sản xuất và khi đến tay người tiêu dùng. Vấn đề thứ hai nữa là trong các cái tem QR này nó sẽ đầy đủ các cái thông tin về cái cách bảo quản, thời gian bảo quản. Và trang trại hiện tại chúng tôi cũng đã được chứng nhận về các cái chứng chỉ Việt Gáp cũng như một số các cái chứng chỉ khác của công nghiệp. Giải pháp này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng mà chính nhà sản xuất cũng được hưởng lợi thông qua việc gắn mã QR code lên từng sản phẩm, công khai minh bạch thông tin là hình thức giúp doanh nghiệp tạo dựng lòng tin nơi người tiêu dùng. Việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp như trang trại thông minh Denco có ý nghĩa quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, sẽ giúp nâng cao hiệu quả so với sản xuất truyền thống, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, sạch hơn, an toàn hơn. Câu chuyện về trang trại thông minh Denco chỉ là một trong rất nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được triển khai tại tỉnh Bắc Ninh. Để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp như Denco, nhiều giải pháp đã được tỉnh Bắc Ninh ban hành. Để mà thu hút cái đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao thì tỉnh Bắc Ninh xác định là để làm được vấn đề này thì cái cơ chế chính sách cần phải tập trung giải quyết mấy vấn đề. Thứ nhất là về tập trung tích tụ dụng đất. Đây là cái vấn đề trọng tâm cần phải tập trung tháo gỡ đủ lớn để mà phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thế còn về mặt tổ chức sản xuất thì chúng tôi xác định là để mà xây dựng được cái chuỗi sản phẩm có giá trị cao thì cần phải tạo điều kiện khuyến khích các cái doanh nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp có tiềm lực về vốn, về khoa học công nghệ, về năng lực quản lý để người ta vào đầu tư vào nông nghiệp. Và có như vậy thì mới tạo ra được cái chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến bảo quản, chế biến và tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó thì cũng cần xây dựng các cái cơ chế chính sách để hình thành những cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là những khu hạt nhân để chúng ta có thể là đưa vào ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đồng thời là để triển khai, lan tỏa những cái công nghệ mới, những cái tiến bộ kỹ thuật mới từ doanh nghiệp ra các cái vùng trồng, để làm sao mà từ người dân, từ nhà sản xuất cho đến nhà doanh nghiệp, cho đến nhà chế biến và tiếp thị phân phối sản phẩm là một cái chuỗi liên kết bền vững để chúng ta thu được cái sản phẩm cuối cùng mang lại cái giá trị gia tăng cao. Thưa quý vị, trước sức ép từ thị trường nông nghiệp công nghệ cao được xem là hướng đi tất yếu nhằm đảm bảo giá trị nông sản Việt, tăng thu nhập cho chính bà con nông dân và doanh nghiệp. Cũng chính vì vậy mà không chỉ một doanh nghiệp, một địa phương, hiện nay trên cả nước, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày càng nhiều. Bên cạnh Bắc Ninh, Thái Bình cũng là một trong những địa phương có nhiều mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thành công. Câu chuyện ngay sau đây, chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thái Bình là tỉnh nằm trong vùng sản xuất lương thực, thực phẩm lớn của vùng đồng bằng sông Hồng. Điều kiện tự nhiên sinh thái của tỉnh tạo nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp toàn diện, cơ cấu cây trồng vật nuôi phong phú, đa dạng. Để khởi động cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác dồn điền đổi thừa, hình thành những cánh đồng mẫu lớn từ nhiều năm trước. Đây chính là những bước khởi đầu để tỉnh Thái Bình hướng tới những dự án quy mô lớn. Đối với công nghệ cao thì chúng tôi cho đây là một bài toán. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải bắt tìm ngay song trùng với cái công nghệ tiên tiến thì chúng ta mới giải quyết được cái bài toán về tổ chức lại sản xuất, làm sao có cái giá thành, tức là cái tăng cái giá trị gia tăng
sản phẩm và tìm ra cái sản phẩm cho thị trường cần. Ở đây thì Thái Bình cũng đang rất quan tâm nữa là trong cái lĩnh vực về tưới tiêu, giải quyết bài toán về quản lý tài nguyên nước, rồi là vấn đề về hiệu quả trong cái tưới tiêu công nghệ cao thì cũng đang xem xét về cái công nghệ này nữa. Thì qua những cái mô hình này thì về khẳng định rằng là cái công nghệ cao là cái đương nhiên chúng ta phải đưa vào. Nhận thấy sự tiềm năng này, nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận để đầu tư vào nông nghiệp Thái Bình. Điển hình, đầu năm 2017, tập đoàn TH đã khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất rau, củ, quả hữu cơ và lúa chất lượng cao, xây dựng vùng sản xuất nông sản theo chuỗi và nhà máy chế biến nông sản tại tỉnh Thái Bình với các công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Dự án nông nghiệp tại Thái Bình có quy mô trên 3.000 tỷ đồng, với gần 4.000 hectare được sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap và tiêu chuẩn Organic. Không chỉ tập đoàn TH mạnh tay đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Bình, nhận thấy đây là ngành có nhiều tiềm năng phát triển. Năm 2015, tập đoàn Hòa Phát đã thực hiện dự án nuôi bò Úc thịt chất lượng cao tại xã Minh Hồng, huyện Tiền Hải, với diện tích 14 hectare. Và đây chính là lý do khiến tập đoàn này đầu tư vào nông nghiệp của tỉnh Thái Bình. Thứ nhất là từ chính sách kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của tỉnh Thái Bình. Đấy. Về phía tỉnh Thái Bình sẵn sàng hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để cho các doanh nghiệp đầu tư vào, chọn địa điểm tại Thái Bình. Đấy là yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai là trang trại chăn nuôi bò thì gắn liền với lại các vùng canh tác trồng ngô hoặc trồng cỏ. Đấy, thì tại địa điểm mà trang trại đặt trang trại đấy, là địa điểm mà xung quanh là các bãi bồi trồng ngô với diện tích rất lớn. Đấy, hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ cho cái việc chăn nuôi của trang trại. Cái thứ ba là về cái điều kiện so với thị trường tiêu thụ. Đấy, Thái Bình và Hà Nội khoảng cách không xa, Hải Phòng và Quảng Ninh khoảng cách cũng không xa. Đó là các lý do mà chúng tôi chọn huyện Hưng Hà, đặc cụ thể là xã Hồng Minh để đặt địa điểm xây dựng trang trại. Với vị trí là một tỉnh ven biển, tỉnh Thái Bình hiện có trên 15.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và coi đây là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh. Để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật để tạo điều kiện cho các hộ nông dân, các doanh nghiệp mở rộng diện tích nuôi trồng. Sau 5 năm triển khai mô hình nuôi tôm trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao, anh Đỗ Quang Bốn, chủ trang trại thủy sản Phương Nam đã khẳng định hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao. Các ao nuôi được thiết kế hình chữ nhật với diện tích đáy khoảng 2.000 m2. Mái ao lợp kín bằng lớp plastic đảm bảo che mưa và giữ nhiệt. Phía trên có lớp màn che nắng cơ động để điều chỉnh ánh sáng. Xung quanh là hệ thống cửa sổ thông gió và điều chỉnh nhiệt độ. Đặc biệt, phải có hệ thống máy cho tôm ăn hoạt động tự động, chế độ ăn được lập trình theo từng giai đoạn phát triển của tôm. Tôm là loài rất nhạy cảm với thời tiết, dễ xảy ra dịch bệnh nếu có biến đổi khí hậu. Việc người nuôi chủ động kiểm soát nhiệt độ, môi trường đã hạn chế mức thấp nhất các tác động bất lợi, giảm thiểu được dịch bệnh. Với mô hình nuôi tôm công nghệ cao này, đã nâng số vụ tôm từ 2 lên đến 4-5 vụ một năm, nâng năng suất nuôi trồng từ 10 tấn một hecta lên đến 20 tấn một hecta và trọng lượng tôm thương phẩm từ 70 đến 75 con một kg lên đến 30 đến 35 con một kg chỉ sau 105 ngày nuôi. Mô hình nuôi tôm trái vụ của chúng tôi, cái thứ nhất là nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cho cái người đầu tư. Cái nghề nuôi tôm khu vực miền Bắc ấy, từ trước đến nay thì nó chủ yếu là nuôi được có một vụ thôi, đến hai vụ là nhiều. Vì bản thân làm những nước mặn ấy, thì cứ làm thì nó không hỏng, nhưng mà không làm thì nó hỏng.
Đến bây giờ thì chúng tôi xây dựng được cái quy trình nuôi công nghệ cao như thế này thì cái thời gian nuôi nó được kéo dài trong cả năm. Cái công ăn việc làm của người lao động nó rất là ổn định. Theo chủ trang trại, nếu thực hiện phương thức nuôi thâm canh cao trong nhà kính thì có thể đưa năng suất tôm lên 50 đến 60 tấn một hecta một vụ. Việc đưa từ 2 vụ lên 4 vụ nuôi tôm một năm không chỉ đơn thuần mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ việc tăng hệ số quay vòng ao nuôi, quay vòng vốn, rút ngắn thời gian khấu hao ao nuôi, sớm thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ao nuôi, mà điều quan trọng là 2 vụ nuôi tăng thêm, thực chất là 2 vụ nuôi trái vụ nên đã tránh được tình trạng được mùa mất giá. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đặc biệt, đối tượng nuôi trồng hải sản thường là những sinh vật dễ bị tổn hại bởi các yếu tố biến đổi bất lợi ngoài môi trường tự nhiên. Do đó, mô hình công nghệ nuôi tôm trong nhà kính đang mở ra một hướng đi mới cho việc khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng kinh tế biển của tỉnh Thái Bình. Với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, doanh nghiệp Phương Nam đã góp phần đưa tỉnh Thái Bình trở thành một trong những địa phương đứng đầu miền Bắc về nuôi tôm công nghệ cao. Có thể khẳng định, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là một vấn đề lớn. Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao không chỉ đơn giản là bài toán lỗ lãi trong kinh doanh. Quan trọng hơn, đó là câu chuyện về tái cấu trúc nền nông nghiệp Việt Nam. Chúng ta không thể hội nhập mà không coi trọng cái giải pháp khoa học công nghệ. Đây sẽ là một trong những giải pháp tiên quyết để quyết định không chỉ câu chuyện giá thành, mà nó còn liên quan chất lượng sản phẩm. Đây nó là lợi thế cạnh tranh của các quốc gia biết tranh thủ cái giải pháp này. Do đó là riêng về khoa học công nghệ, chúng ta cũng phải thay đổi kể cả về chính sách, kể cả về mặt thể chế, kể cả về mặt hình thức. Tuy nhiên, gần đây thì Bộ Khoa học Công nghệ cùng với Bộ Nông nghiệp, các bộ ngành, chúng ta đang tập trung vào những cái vấn đề then chốt, hình thành làm sao cái thị trường giao dịch về khoa học công nghệ. Chúng ta hình thành cơ chế phối hợp, xã hội hóa. Bản thân nhà nước không thể làm hết khoa học công nghệ được. Chúng ta phải liên kết, chúng ta phải có cơ chế để phát huy tối đa các doanh nghiệp vào cuộc, nông dân vào cuộc. Rất nhiều các giải pháp về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh được chính phủ đề ra, trong đó tập trung vào các giải pháp về áp dụng khoa học và công nghệ vào mọi khâu sản xuất, từ canh tác, thu hoạch, chế biến đến quản lý. Ban hành cơ chế thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, tăng cường sự trao đổi liên kết giữa các địa phương trong khu vực nhằm tìm ra giải pháp để xác định được nhu cầu ứng dụng. Đổi mới công nghệ và mô hình liên kết 5 nhà, nhà nước, nhà đầu tư, nhà nông, nhà khoa học và ngân hàng. Hợp tác hiệu quả theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đây chính là chìa khóa giúp ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò là động lực cho sự phát triển chung của cả nước. Có thể nói, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã và đang là mục tiêu mà nhiều tỉnh thành trên cả nước hướng tới nhằm tạo ra những bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp và làm cơ sở chuyển nhanh nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và đến đây, chương trình Tiềm năng Việt Nam cũng xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.